Kính thưa quý vị, Nguyễn Sam xin trân trọng kính chào quý vị. Như chúng tôi đã thưa quý vị là trong 2 tuần lễ liên tiếp, chúng tôi sẽ theo dõi và gửi đến quý vị những tin tức cập nhật nhất về tình trạng lan truyền dịch bệnh coronavirus tại Hoa Kỳ và tại California. Người ta cho rằng đây là hai trận đại hồng thủy gây chết chóc nhiều nhất tấn công vào nước Mỹ. Đêm nay chúng ta bước vào ngày thứ 3. Thưa quý vị, 2 ngày đầu thì con số lên vùn vụt vì chúng ta đều biết số người tử vong. Và ngày thứ 3 thế nào? Thưa quý vị, cho đến ngày hôm nay, ngày thứ 3 là một kỷ lục số người chết mới. Và nước Mỹ bây giờ có khoảng gần 15.000 người đã chết vì vi khuẩn bệnh coronavirus. Gần 15.000 người chết. Con số chính xác thì ngày tới ngày sáng ngày hôm nay là 14.830 người. Nhưng mà tới giờ chúng tôi lên làn sóng này đó thì chắc chắn con số chết nó dừng ở đó. Hồi sáng là 14.830, nhưng bây giờ chúng tôi nghĩ có thể 15 hoặc là vượt qua mốc 15.000 người. Thì trong tổng số người bị nhiễm bệnh là 430.000 người. Thì đây là một con số có thể nói là nó vượt qua tất cả những mọi con số khác, mọi tế chốc khác của nước Mỹ, bệnh tật khác của nước Mỹ trong thời gian vừa qua. Thì cho tới bao giờ nữa thì thưa quý vị, ông Tổng thống Donald Trump cũng như các chuyên viên y tế vào ngày hôm qua và ngày hôm nay đều liên tiếp đưa rằng cái số liệu người chết sẽ không giống như thấp hơn nhiều so với dự đoán, và đó là tin vui giữa giờ tuyệt vọng. Thì để chúng ta thấy như vậy, chúng tôi mời quý vị nghe một ca khúc và do chính nhạc sĩ Trần Chí Phúc sáng tác. Anh vừa viết về bài nhân dịp coronavirus, thì chúng tôi mời quý vị nghe có thêm một chút trước khi chúng ta trở lại một tin tức. Mời quý vị cùng nghe chúng tôi một ca khúc về coronavirus của nhạc sĩ Trần Chí Phúc. Chính anh là người sáng tác và chính anh là người trình diễn. Xin mời quý vị. Chiều nay biên giới đã đóng rồi, đường đi ngăn lối làm sao đến nhau, chờ khi dịch cúm qua mau. Em ơi hãy vững niềm tin, ngày mai tươi sáng, dịch cúm corona, dịch cúm rồi sẽ qua, để tình yêu về tới xây cuộc đời mới chúng ta vươn lên. Dịch cúm corona đứng 2 mét cách xa, khẩu trang che miệng mũi, trong nhà chớ đi ra, ngừa vi khuẩn lây lan. Thường để ở trên cao nguyện cầu phép bao dung, loài người sống an vui chung nhau trên địa cầu. Bao ngàn năm trước cùng hát cho nhau nghe, hãy cùng nhau hát vang, ta không còn sợ hãi, mang niềm tin vút cao, tình yêu thương đồng loại. Giới đã đóng rồi, đường đi ngăn lối làm sao đến nhau, chờ khi dịch cúm qua mau. Em ơi hãy vững niềm tin, ngày mai tươi sáng, dịch cúm corona, dịch cúm rồi sẽ qua, để tình yêu về tới xây cuộc đời mới chúng ta vươn lên. Dịch cúm corona đứng 2 mét cách xa, khẩu trang che miệng mũi, trong nhà chớ đi ra, ngừa vi khuẩn lây lan. Thường để ở trên cao nguyện cầu phép bao dung, loài người sống an vui chung nhau trên địa cầu. Bao ngàn năm trước cùng hát
nhau nghe, hãy cùng nhau hát vang. Ta không còn sợ hãi, mang niềm tin vút cao, tình yêu thương đồng loài. Chiều nay biên giới đã đóng rồi, đường đi ngăn lối làm sao đến nhau. Chờ khi dịch cúm qua mau, em ơi hãy vững niềm tin, dịch cúm sẽ qua mau. Em ơi hãy vững niềm tin, dịch cúm sẽ qua mau. Cảm ơn quý vị vừa nghe ca khúc về virus, coronavirus của nhạc sĩ Trần Nghị Phúc. Anh hùng nhạc sĩ trước đây thành phố San Jose và trước đó ở Canada và bây giờ tại Nam California. Tuy nhiên đó là một ca sĩ đặc biệt nhất trong dòng nhạc của hải ngoại, được viết rất là nhiều bài về nhạc thời sự và trong đó có nhiều bài rất là nổi tiếng và hôm nay là một trong những bài như vậy. Và để trở lại vấn đề mà tin tức thưa quý vị, thì sáng nay ông Cuomo là thống đốc của tiểu bang New York đã mở cuộc họp báo. Và cũng như mọi lần, cuộc họp báo ông thu hút rất là nhiều ký giả của các tờ báo, các đài truyền hình đến tham dự. Wow. Qua một cuộc họp báo này, chúng tôi ngồi mấy tiếng hồ liên tiếp để nghe cuộc họp báo này, thì ông ta cho thấy rằng một cái tin vui trong tin buồn lớn là chết chóc còn nhiều. Nhưng mà tin vui đó, những cái biểu đồ mà ông ta cho thấy là nó qua cái thời kỳ lên cao và bắt đầu đi xuống từ 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 từ, số người nhiễm bệnh, số người lây lan và thưa quý vị đang xuống từ từ, đều cho thấy rằng tình hình được rất là được cải thiện tại thành phố New York và tiểu bang New York nói chung. Thì có thể là cách trình bày của ông Cuomo cho thấy rằng ông ta rất là khoa học, rất là số liệu, điềm tĩnh, thuyết phục và khiến như cử tòa xem. Như chúng tôi xem từ xa qua truyền hình cũng rất là thú vị. Như chúng ta đã nói trong chương trình trước đây, đây là một ứng cử viên rất là sáng giá trong chức tổng thống trong tương lai, có thể là trong một hai nhiệm kỳ nữa, cùng với một vài thống đốc khác, trong đó có thống đốc của California cũng sẽ là một ứng cử viên rất là sáng giá cho chức tổng thống trong tương lai. Thì chúng ta biết rằng cái trận đánh lớn á, thì mới ra tướng tài. Trong hòa bình nữa thì không có tướng tài, chỉ có chiến tranh, chỉ có những biến động sòi lớn mới xảy ra những nhà lãnh đạo lớn. Và cái đợt coronavirus này nó cho chúng ta thấy rằng ai mới thực sự người có khả năng lãnh đạo của nước Mỹ và của tiểu bang. Thì chúng ta có dịp sẽ trở về lại một vài tin tức khác chúng tôi cần quý vị lưu ý về ngày hôm nay. Là ông Fauci, người ta nhiều người hỏi Fauci vào mùa hè này như thế nào. Nào người ta đang hiện nay book vé máy bay, rồi chuẩn bị xe cộ, chuẩn bị đặt khách sạn, vân vân để đi du lịch trong mùa hè. Thì mùa hè là cái mùa rất là vui của nước Mỹ. Nào là thể thao, nào là du lịch, nào là nghỉ mát, đủ thứ. Nhưng mà mùa hè năm nay như thế nào? Thì cái nhân vật để trả lời vấn đề này thì báo chí chuyển cái lời hỏi của công chúng đến cho ông Fauci. Bởi vì chúng ta biết rằng Fauci là một cái nhân vật có thẩm quyền khá quan trọng để mình về dịch bệnh, và ông ta nói về vấn đề dịch bệnh thì chính xác nhất. Thì ông cho rằng đến giờ thì có hy vọng nhưng còn quá sớm để khẳng định, bởi nó còn nhiều lệ thuộc vào rất là nhiều yếu tố khác nhau. Dịch bệnh có lan truyền không, rồi mình dịch bệnh lan truyền bùng nổ vùng nào, vâng vâng. Không chỉ có vấn đề nghỉ hè mà chính phủ Mỹ cũng đang tìm cách để mở lại thương mại của Mỹ, không muốn đóng cửa lâu dài như vậy và kinh tế Mỹ sẽ sụp đổ, người dân thất nghiệp nhiều, từ việc trường học đóng cửa nhiều, trẻ con ở nhà, một xã hội bỗng dưng á là nó khưng lại, đứng lại và bị nhốt trong nhà toàn bộ. Chúng ta thấy là 4/5 người Mỹ bị nhốt trong nhà, toàn bộ kinh tế đình trệ, toàn bộ thương mại đình trệ, toàn bộ các hoạt động khác đình trệ. Cho nên nước Mỹ muốn mở lại rất là sớm chứ không phải chỉ du lịch mùa hè không. Nhưng mà chừng nào mở lại được đó là một vấn đề rất lớn.
Ban Fauci ông trả lời trên báo chí là cái còn rất là dè dặt. Tuy nhiên cũng hé lộ, như chúng tôi thấy là bộ tình hình có những tin tưởng lạc quan hơn trong mức giới hạn, và có thể lúc đó có rất là nhiều trường hợp sẽ được mở cửa trở lại. Và hiện nay chính phủ Mỹ cũng đang chuẩn bị là cho những cái lớp mà essential workers. Essential là những cái ngành nghề căn bản, nhà hàng, bệnh viện, chợ búa, vân vân, y tế, vân vân, sẽ được trở lại làm việc sớm. Thì cái essential workers này, những công nhân căn bản, những người làm việc căn bản của một xã hội, giúp cho bộ máy xã hội ổn định, đi tới và không bị khủng hoảng, thì cái bộ máy này sẽ được trở lại với một, những cái điều kiện rất là kiên quyết. Thứ nhất là phải đeo khẩu trang. Thứ hai là phải giữ khoảng cách. Đó là những cái điều kiện. Thứ ba là những cái vệ sinh, rửa tay thường xuyên. Thì đó là những cái điều kiện mà những essential workers, những người mà công nhân trong các ngành nghề cực kỳ căn bản đó, sẽ có thể trở lại việc làm rất là sớm ở nước Mỹ, trở lại trong tháng 4 này, tôi quyền vào cuối tháng này. Điều cho thấy rằng nước Mỹ đang quằn người để mình trở lại một nước Mỹ bình thường và phục hồi lại một nền kinh tế đã suy sụp rất là nặng nề sau cái thời kỳ coronavirus. Thưa quý vị, và trong cái lúc mà chúng ta biết rằng cái tình trạng mà xã hội đóng cửa, xí nghiệp đóng cửa, trường học đóng cửa, tất cả mọi thứ đóng cửa như vậy, thì nó dẫn đến một lượng thất nghiệp kinh hoàng nhất trong lịch sử nước Mỹ. Một trong đợt kinh hoàng nhất trong lịch sử nước Mỹ. Người ta ở nhà và lấy gì sống? Thưa quý vị, thì Fed, là quỹ dự trữ liên bang, đã chuẩn bị được tung ra một đợt cứu trợ khác đối với thương mại, đối với tư nhân, đối với công ty nhỏ, vân vân, với trị giá là 2.300 tỷ Mỹ kim. Như vậy chúng ta thấy nước Mỹ đã hốt cái hầu bao của mình hết đợt này sang đợt nọ để cứu giúp người dân, để cứu giúp thương mại, để trợ giúp công nhân, vân vân. Thì đây là một đợt rất là to lớn mà nước Mỹ tung số tiền ra rất là kinh hoàng, và chúng ta thấy cái đợt này không biết lúc nào sẽ được chính thức gửi cái check cho người dân. Chúng tôi sẽ thông báo đến quý vị khi chúng tôi có những tin tức sắp tới. Trong khi cái cuộc rạn nứt, trong khi đó nó bên cạnh một số tin vui trong những giờ tuyệt vọng như vậy đó, thì chúng ta thấy có những cái rạn nứt khá chú ý, khá đặc biệt. Rạn nứt giữa chính phủ liên bang và chính quyền tiểu bang, rạn nứt giữa chính phủ liên bang và báo chí, rạn nứt giữa chính phủ liên bang và giới chức y tế. Có nhiều rạn nứt, điều cho thấy nước Mỹ đi sâu bên trong đó, thì có những cái bất đồng, những rạn nứt rất là lớn. Và nếu trong cuộc chiến tranh nổ ra, chúng tôi vẫn quan ngại rằng nước Mỹ cái việc mà đoàn kết được rất là khó. Mặc dù người ta kêu gọi đây không phải là cái lúc để chỉ trích, đây là không phải là cái lúc để nói đảng này đảng nọ, đây không phải là cái lúc để nói về cái anh dùng cái chính trị đưa vào vấn đề tập bền. Cho nên ngay như vậy, ông Cuomo và ông thống đốc của tiểu bang New York và ông thống đốc của tiểu bang California, ông Newsom, nhưng là những đối thủ thường gây những tranh luận, tranh chấp với ông Donald Trump. Nhưng trong đợt này, ông thống đốc của New York Cuomo, ông thống đốc của California là ông Newsom, vẫn tìm những cách và làm việc với chính phủ liên bang, làm việc với tổng thống Trump, và đặt cái quyền lợi của người dân lên trên tất cả quyền lợi đảng phái và quyền lợi của cá nhân. Thì đó là những điểm son nước Mỹ, thưa quý vị. Nhưng mà một vết nứt rất lớn là giữa báo chí và tòa bài đốc. Thưa quý vị, khi mà ông Fauci khác biệt quan điểm tổng thống Trump về đề thuốc chữa trị coronavirus, thì ngay lập tức đài CNN phỏng vấn Fauci. Cuộc phỏng vấn đó không được thực hiện bởi vì tổng thống nhảy vào cuộc ra lệnh là ông Fauci không được trả lời. Và như vậy cái cuộc chiến truyền thông và tòa đốc tiếp tục sâu hơn, nặng hơn, quy mô hơn, lên đỉnh cao hơn. Và sáng nay dư luận càng không gì ngạc nhiên khi một bước xa hơn nữa, cuộc chiến truyền thông và tòa đốc đã nổ ra
là ông phó tổng thống Mike Pence đã cấm tất cả những nhân viên ngành y tế ăn lương của chính phủ, của chính quyền liên bang trả lời cho đài CNN hoặc đặt CNN khỏi cuộc chơi. Đó là quan điểm của tòa bài đốc. Thì CNN phản ứng như thế nào? Có lẽ chúng ta sẽ nghe vấn đề ngày mai. Tôi sẽ trở lại vấn đề này. Như vậy thì chúng ta thấy rằng cái nội bộ nước Mỹ giữa chính quyền liên bang và tiểu bang có vẻ hoạt động phối hợp tốt hơn, nhân nhượng hơn và tìm một cách chung để giải quyết vấn đề cho người dân. Như vậy giữa báo chí và truyền thông, truyền hình và tòa bài đốc thì rất là căng thẳng. Một cái tin đó là giữa hai ứng cử viên tổng thống, bây giờ ông Trump là đại diện đảng Cộng hòa và ông Joe Biden thì đại diện đảng Dân chủ, thì ông chính thức đại diện đảng Dân chủ bởi vì ông đối thủ của ông ta đã rút ra khỏi cuộc chơi ngày hôm qua. Như vậy vào tối hôm qua thì ông Bernie Sanders đã chính thức rút lên ra khỏi cuộc đua và chúc phúc cho ông Joe Biden và hứa sẽ hợp tác với Joe Biden. Thì sáng nay Joe Biden đã dành bài diễn văn rất là dễ thương để ca ngợi ông Bernie Sanders và hứa sẽ tìm những cách hợp tác lẫn nhau. Tôi thấy rằng phía dân chủ đang tìm cách để nỗ lực đẩy con gà lên trên, và trong cái phía các đối thủ đảng Dân chủ bây giờ họ đứng sau lưng của ông ứng cử viên của mình để ủng hộ và cổ động. Ngoài bao nhiêu ứng cử viên trước đây đã ủng hộ, họ rút ra cuộc họ đi ủng hộ ông Joe Biden, thì bây giờ nhân vật cuối cùng là Bernie Sanders cũng tuyên bố ủng hộ Joe Biden. Thì có thể đó là cuộc đụng độ của cựu phó tổng thống Joe Biden và đương kim tổng thống Donald Trump trong bầu cử tháng 11 tới sẽ rất là hấp dẫn. Sáng nay trên các phương tiện truyền thông Hoa Kỳ loan tin là ông Joe Biden dẫn trước khá xa, 50-40% đối với ông đương kim tổng thống Trump. Thì nếu tình hình có thể thay đổi từng ngày, mà nếu khoảng cách này với cái tình hình dịch bệnh này, nếu mà chính phủ liên bang làm không tốt thì có thể sẽ giúp cho ông Joe Biden có thể mà làm thế cờ lật ngược trong cuộc đua tổng thống sắp tới. Và nếu ông tổng thống Donald Trump làm tốt cái việc này thì có thể ông ta sẽ có những cái được một số cử tri ủng hộ. Thì như vậy đó, cái đợt này sẽ làm vấn đề lỗi của ai, khả năng của ai, tình hình như thế nào của cuộc mà coronavirus này không dừng lại đây, dù bệnh dịch sẽ kết thúc nhưng mà chắc chắn nó sẽ ảnh hưởng đến cái cuộc bầu cử sắp tới rất là nhiều. Và chắc là ông tổng thống đương kim là ông Donald Trump cũng nóng mặt khi sáng nay cái đài truyền hình của Mỹ, báo chí của Mỹ tung ra cái cuộc thăm dò dư luận mới nhất cho thấy rằng ông Trump đã bị dẫn trước khoảng 10-15%, trên 10%. Thì ngoài cái chuyện mà căng thẳng giữa báo chí và tòa bài đốc thì chúng ta thấy một cái điều nữa là những thăm dò nó khá là bất lợi đối với chính phủ hiện nay của chính quyền Donald Trump. Có một cái điều đó, ông tổng thống Donald Trump rất là muốn Hoa Kỳ mở cửa trở lại, muốn nước Mỹ sớm trở lại bình thường. Và sáng nay ông đã tuyên bố những câu và do cái số liệu cho thấy rằng cái tình trạng chết chóc là way under, là dưới rất là xa cái mức dự đoán. Chúng ta biết là nước Mỹ dự đoán từ 100 đến 200 ngàn người chết, và nước Mỹ dự đoán là nếu không có làm việc gì lên tới 2.2 triệu người chết. Và cái đợt này thì qua các nhà y tế, các chính phủ liệu định, ước định thì khoảng từ 100 thấp đến 200 ngàn, 220 ngàn người chết. Nhưng đến bây giờ cái với số liệu và tình hình cái dịch bệnh nó đang chiều đi xuống, chúng nhìn vào cái bản biểu đồ của tiểu bang New York, Cuomo đưa ra sáng nay, có phải nói rằng đó là cuộc họp báo mà lâu lắm chúng tôi mới xem được cuộc họp báo đẳng cấp như vậy. Các chuyên viên phân nhiệm 4-5 người lên thuyết trình, thuyết giảng, và người nào nói vấn đề đó và trả lời báo chí về các từng vấn đề chuyên môn của mình. Bên cạnh đó, trên những màn hình lớn trên sân khấu
họ để những biểu đồ, những số liệu cập nhật và họ phân tích rất là sâu, không những cho tình hình qua đã qua, tình hiện nay và còn liệu định cái gì sẽ xảy ra nữa. Ta có thể nói rằng một cái bản lĩnh, trình độ và khả năng của ông Cuomo được xem là càng thuyết phục cái người xem. Báo chí không những câu hỏi xả lá nhiều, mà chúng ta thấy cuộc hợp tác giữa báo chí và ông Cuomo rất là lớn, điều cho thấy là một cái gương mặt, cái sự xuất hiện liên tục ông trên truyền hình và trên báo chí trong thời gian vừa qua khiến cái nhân vật nói là nhân vật này sẽ rồi như thế nào trong tương lai, đó là những điều chúng ta quan tâm. Thì theo lời của tổng thống Donald Trump á, ông ta nói thế này: way under là thực tế chết chóc thấp hơn chúng ta nghĩ nhiều. Và cái thứ hai nữa là gì? Cái thứ này ông ta lạc quan nhìn vào tương lai nữa là he wants to keep it that way. Ông ta muốn sự cải thiện này tiếp tục. Số người mà bị nhiễm bệnh nó sẽ giảm xuống. Cho nên cái curve, những cái đường mà biểu đồ đó, trên cái bảng biểu đồ của ông Cuomo sáng nay cho thấy rằng tất cả đều chút đầu đi xuống. Thì có một thứ là người chết vẫn còn gia tăng, tuy không nhiều. Cái tuần này và tuần tới được xem là đỉnh điểm, cao điểm của cái dịch bệnh tại California, tại Hoa Kỳ. Và sau đó thì nó như thế nào nữa thì chúng ta chưa biết, thời gian cần chờ đợi. Và có cái điều nữa đó, một cái qua trường hợp New York nó có một cuộc thử nghiệm mà chúng tôi cảm thấy rất là thú vị, là nếu mà dịch bệnh như vậy, nó tấn công như vậy, nó có kỳ thị, chúng tôi dùng chữ là kỳ thị chủng tộc không, nó có ưu tiên cho cộng đồng nào hơn không. Thì con số mà các nhà y khoa vừa làm thống kê rất là thú vị là đa số người Mỹ da trắng thì bị rất là đâu cao nhất, số bị với tỷ lệ cao nhất là người Mỹ da trắng, sau đó là đến người Mỹ da đen, sau đó mới đến người Mỹ gốc Mỹ Tây cơ, gốc Nam Mỹ, và thấp nhất là người Mỹ gốc Á Châu. Cho khả năng bị bệnh, nhiễm bệnh và khả năng bị chết tại New York của các sắc dân thì sắc dân da trắng được xem là đông nhất, nhiều nhất, kế đến là da đen, kế đến người Mỹ gốc Mỹ và cuối cùng là Mỹ gốc Á Châu chúng ta. Cho nên cái chance mà người Á Châu bị nhiễm thì nó thấp hơn, và cái nhiễm khả năng bị chết cũng thấp hơn. Thì trở về qua cái chuyện mà tình hình dịch bệnh, ta nói nền kinh tế ngày mai sẽ như thế nào, đó là một câu hỏi rất là lớn. Thì hiện nay rất là bi đát, thưa quý vị. Người ta cho rằng cái cuộc suy thoái kinh tế kinh khủng nhất gần đây là năm 2008, thưa quý vị, do khủng hoảng tài chính trên thế giới, trong đó có Á Châu. Thì lần này được xem là cũng kinh hoàng và thê thảm hơn cái dịch bệnh, và hơn là đợt khủng hoảng tài chính năm 2008. Đó là một tình trạng rất tệ hại. Và nước Đức, ở đó là tại Mỹ, còn nước Đức và nước Pháp và châu Âu như thế nào? Nước Đức, thưa quý vị, cũng rất là bi đát. Đức tuyên bố là nền kinh tế sẽ bị nhỏ lại, bị xuống tới 4.2% trong năm 2020. Xuống 4.2%, chúng thấy có thể rơi vào âm luôn. Tiền tình hình bi đát của châu Âu. Và không những chỉ Đức như vậy, ngay cả Pháp, cái con số mà suy thoái nó lên bao nhiêu, thưa quý vị, vượt qua cả Đức luôn, cứ 6%. Thì như vậy Pháp sẽ đứng trước tình trạng rất là khó khăn. Và chúng ta biết rằng những quốc gia như là Anh cũng đang trụt xuống rất là nặng, và tình hình chết chóc từ nước Anh và dịch bệnh ở Anh rất là lớn. Đức, Pháp, đó là những quốc gia mà rất là đông người Việt của mình, khán giả, thính giả của hệ thống truyền hình của chúng tôi có rất là đông khán giả chúng ta tại Anh, tại Đức, tại Pháp, tại Hà Lan và tại châu Âu. Và tình hình tại châu Âu rất là đáng quan ngại, và chúng tôi sẽ thông tin kịp thời cho khán giả của mình, thính giả của mình tại khu vực này về dịch bệnh diễn ra tại khu vực này như thế nào. Và cuối cùng, thưa quý vị, một vấn đề khá lớn nữa đó là cuộc tranh chấp giữa Mỹ và Trung Cộng. Thì Mỹ đổ lỗi do WHO,
là Tổ chức Y tế Thế giới đã loan báo quá chậm. Và chúng ta biết là tới ngày thứ tư này là kỷ niệm 100 ngày là Trung Cộng loan tin đó, trước 5 ngày từ ngày đầu tiên mà Trung Cộng loan tin bị dịch, thứ tư này đúng 100 ngày. Thì ông Mỹ đổ lỗi cho ông Hu, thì ông Hu lại đổ lỗi cho Trung Cộng, rồi cho là Trung Cộng là đưa tin trễ, đưa phát hiện ra bệnh tật trễ. Thì bây giờ Trung Cộng thì đang làm hòa với Mỹ trong một số lĩnh vực để tránh những cái tấn công về mặt ngoại giao và kinh tế. Và trong nước Mỹ đó thì cái dư luận cuộc thăm dò dư luận người dân đó, cho thấy rằng đa số người dân Mỹ đặc biệt là người dân thuộc Đảng Cộng Hòa tấn công vào quy trách nhiệm về cho Trung Cộng nhiều, và đòi Trung Cộng phải bồi thường thiệt hại. Bên Dân Chủ cũng như vậy, nhưng ở mức độ thấp hơn Cộng Hòa. Người dân Mỹ theo Dân Chủ cũng xác định là Trung Cộng là nguyên nhân và đòi Trung Cộng phải bồi thường thiệt hại, nhưng cái tỷ lệ phần trăm thì phía Dân Chủ ít hơn phía Cộng Hòa. Nhưng mà nhìn chung đó, thì người ta đặt vấn đề này: như vậy liệu Trung Cộng có trách nhiệm như thế nào trong vụ này, và cả thế giới như thế nào? Thì có kiên tung Trung Cộng ra tòa án không? Và Trung Cộng có trách nhiệm bồi thường hay không? Thì tối hôm qua chúng tôi cũng có nhận được một thư email rất thú vị của giáo sư tiến sĩ Nguyễn Văn Canh. Thầy cho biết rằng là thầy kêu gọi các cộng đồng người Việt mình, trí thức của cộng đồng người Việt tại Âu Châu và quốc tế, có thể làm một sơ kiện chính phủ của Trung Cộng ngay một số quốc gia của mình. Thì chuyện nó như thế nào, có kiện hay không kiện, có dịp chúng tôi sẽ mời quý vị nghe cuộc câu chuyện giữa chúng tôi và giáo sư tiến sĩ Nguyễn Văn Canh để mình nói về vấn đề này. Tuy giáo sư rất là lớn tuổi, đi lại khó khăn, nhưng bầu nhiệt huyết của giáo sư đối với cộng đồng, đối với dân tộc, đối với đất nước rất là lớn. Chúng tôi rất là ngưỡng mộ và chúng tôi không nghĩ là giáo sư sẽ từ chối cuộc trao đổi này, và giáo sư sẽ rất là hoan hỷ có mặt để trao đổi vấn đề này. Đó là vấn đề rất là lớn mà chúng ta quan tâm. Trên 50% người Mỹ đòi bồi thường, đòi Trung Cộng bồi thường thiệt hại. Và nếu mà Mỹ làm như vậy, bên cạnh chúng trước đây vừa đã thông báo rằng một tổ hợp luật sư tại Florida đã nộp đơn chính thức lên tòa án quốc tế để kiện Trung Cộng về vấn đề này. Và chúng tôi đã phỏng vấn luật sư Nguyễn Hoàng Duyên, thì về vấn đề này chúng tôi sẽ gặp gỡ và phỏng vấn vào luật sư Nguyễn Hoàng Duyên một lần nữa để quý vị thấy rằng cái tầm mức nhìn về luật pháp đối vụ này là như thế nào. Chúng ta thấy rằng nước Mỹ là bị thiệt hại nặng, châu Âu và thế giới bị thiệt hại rất nặng. Chúng ta hãy thử tìm một quốc gia nào và không bị thiệt hại bởi cái đợt coronavirus này, nó rất là kinh khủng. Cho nên thưa quý vị, Trung Cộng có trách nhiệm như thế nào? Bởi vì một cái tội lớn nhất của Trung Cộng là che giấu sự thật, là thậm chí họ trừng phạt những kỷ luật những bác sĩ của mình, những viên chức của mình nếu để cái chuyện mà virus nó nổ ra. Và họ vì họ che giấu, họ ém nhèm, họ tung tin thất thiệt, do vậy tình hình của thế giới mới điên đảo như ngày hôm nay. Cái tội ác và trách nhiệm Trung Cộng trong vấn đề này phải rất là lớn. Cho rồi chúng ta sẽ xem thử. Như vậy chúng ta thấy là cái coronavirus bây giờ đang, cái cuộc chiến đang khá căng thẳng để mà chấm dứt trạng truyền nhiễm, giảm thiểu số người bị bệnh, bị nhiễm, bị chết. Nhưng mà tôi nghĩ là sau khi, mặc dù những vấn đề này nó nổ ra, nhưng tôi nghĩ là sau khi mà căn bệnh nó đã qua rồi đó, thì cái nỗ lực nó không còn là để chữa bệnh nữa, thì những cái thiệt hại, những kiện tụng trên thế giới sẽ rất là lớn. Và cái trách nhiệm thuộc về ai? Thưa quý vị, đây là những vấn đề mà chúng ta sẽ tiếp tục theo dõi trong tương lai. Thì đó là những vấn đề mà chúng tôi gửi đến quý vị và ngày hôm nay và ngày mai tôi tiếp tục gửi đến quý vị những tin tức cập nhật liên quan. Và đó là những bản tin chúng tôi sẽ gửi đến quý vị những bản tin mới nhất. Thưa quý vị, xin cảm ơn quý vị
Mời quý vị bước vào truyền hình Việt Nam 1 trên YouTube và báo galileo.com để theo dõi những bài nhận định thời sự và bình luận của chúng tôi. Xin trân trọng kính chào quý vị.